lên sóng một chiếc máy rửa bát Panasonic, mã của nó là TCM2 nhé. Đây là dòng mini có một tầng rửa nhé, vì nội thất thì cực kỳ đẹp luôn. Có hai tay quay nhé, đây là vị trí của thanh gia nhiệt này, đây là của khay đựng rác này. Hai tay quay này. Hệ thống vòi bơm còn có cả ở phía trên nhé. Menu cũng đầy đủ các chức năng nhé. Đây là phím tắt nguồn, phím bật nguồn này, đây phím bắt đầu này, đây phím lựa chọn chức năng này. Chức năng này có các chức năng chính đây này, có chức năng sấy khô này, trên này là rửa nhanh này, sang bên này là rửa tiêu chuẩn này, đây là đèn báo cửa mở này. Đây. Đây, cửa mở nó sẽ có đèn báo này. Về ngoại hình thì cũng còn rất là đẹp nhé. Đây, thành vách cũng rất đẹp. Mã của nó là TCM2. Thành vách rất là đẹp. Còn về kích thước thì máy có kích thước này, bề ngang của nó này. Ngang của nó là 47 cm. Chiều cao của nó cũng là 47 nhé, 46 nhé. Đây, khoảng 46. 46 thì giờ kể cả phần cao của thoát hơi nữa, đây là khay thoát hơi của nó này. Thì giờ cần chiều cao tối thiểu là 50 là ok nhé. Còn bề rộng, tức là độ sâu của nó, độ sâu của nó là tầm 32 đến 33, 32 nhé, 32 mm, 32 cm nhé. Kích thước rất là gọn, có thể sắp xếp được với những không gian bếp nó chật hẹp một chút thì giờ dùng mã này rất ok. Với dung tích bồn chứa của nó cũng rất là lớn nhé, có thể được 3-4 người ăn cũng có thể bỏ vừa được. Và vì khoảng cách này nó cao nên ta có thể bỏ được nồi niêu vào được. Đấy, cái này rất là tiện dụng. Rồi ok, một sản phẩm rất là đẹp đến từ thương hiệu Panasonic. Sản phẩm nội địa Nhật nhé, sử dụng điện 100V. Công suất của chiếc này là 600W, công suất sấy. Nên chúng ta cần dùng qua đổi nguồn khoảng 1000 VA trở lên là ok. Rồi ok, cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc máy rửa bát TCM2 của Panasonic thì liên hệ trực tiếp với số của shop nhé, và số điện thoại hoặc là Zalo 0828 868 999 hoặc là số 091 737 9959. Rồi, cảm ơn các bác ạ.